Đó. Đâu bác nuôi nó vào cái chuồng chuồng ấy à, tận dụng cái chuồng lợn à? Vâng. Buồn mới làm chứ. À mới làm à? À. Cẩn thận không chó bét dê nó vào nó vồ nhá. Không chó thì không có, chó không có đâu. Đấy. Thế vẫn để một bóng thế à? Bóng bây giờ tắt rồi, giờ còn nắng rồi tắt thôi. Vâng, nó đây là nền cát ấy à, cát 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 vàng hay cát gì đây mà nó sỏi sỏi thế? Cát ở trong này cát to nó À, sỏi không 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 có cát đen, cát xây mịn à? không, là cát xây to lắm, không không có cát mịn, Vâng. ở trong này không có cát mịn đoạn này á. Vâng. À, chỉ chắc sỏi sỏi thôi, sỏi là không cần gì đâu, mình chỉ nó ăn được. Vâng, nó chưa ăn đâu, nó hôm nay có vẻ nó cứng chân hơn một tí rồi đúng không? Cứng làm thế rồi. Mai nó lại cứng nữa, nghĩa là cái này nó mệt thì nó ngày mai là nó chạy mạnh lắm. Thì bác cứ tối nếu mà nó thời tiết nó mà tối nó lạnh hơn thì bác tăng thêm một cái bóng nữa đi nhá. Ban ngày thì nó như mùa hè mình thế này thì ok, không vấn đề gì đâu. Nó chỉ cần mình để ý nó, lúc nào mà thấy nó tụm tụm vào bóng điện thì mình biết là nó đang cần nhiệt. Mà ví dụ như thỉnh thoảng mình bắt vào cái con nào đấy mà nó người nó ấm là được, đừng đừng sờ vào người nó mà nó lạnh ngắt là không được đâu. Thì nó phải tầm 3 hôm nữa nó mới ăn mạnh. Rồi này Yeah, mẹ vâng. ăn quá đi. Hôm qua thấy bác về bác thả ra cái bạt cái tải đấy mà không gọi cho bác là nó trơn, là xong cuối cùng là chân nó bị xoạc ra là khó chữa lắm đấy. Nó dẫm vào cát này là nó cứng chân luôn, mà nó để ý xem có con nào nó bị ấy không bác. Con nào nó bị cát nó vào mắt không? À không không cái gì ạ, nó nằm Vâng. im, nó có gãy ra ra chảy Vâng. chảy nhảy đó. Nó bây giờ nó tụm vào nhau nó ngủ nghỉ tuổi tầm ha, mai bắt đầu nó chạy chạy một chút, xong tầm 3 hôm nữa nó mới ăn mạnh. Thế là nhà xe họ phục vụ có tốt không bác? Giờ xe phục vụ thì cũng được thôi, nhưng Vâng. mà cái thằng qua một thằng này được tiền nhóm là nhưng mà tiền là 200, nó À, là nghĩa hai là đếm 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 tiền 200 là nó lâu nên là anh em nó hơi khó chịu. có nhiều thì có khoảng 15 10 đến có lâu lắm 15 phút thì hết đấy, nhưng mà mình đang lo của mình, lo con hàng coi có Vâng. nào. Thì cũng phải thông cảm, kiểu nhà xe họ cũng áp lực đi đường, họ cũng nhiều cái việc xử lý. Thôi được rồi, việc anh em mình một người ở ngoài Hà Nội, một người trong 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 Nghệ An mà đã có cái mua bán con giống thành công này là mừng rồi. Bác cứ nuôi đi. Thì không phải ngại đâu, cứ có bất kỳ gì bất thường hay là thỉnh thoảng bác có thể là chủ động gọi như thế này để anh em còn sát sao trong cái quá trình mà mình nuôi nhá. Nó còn rất nhiều những cái giáo án ở phía trước đấy, nhưng mình không được chủ quan đâu, bởi vì các bác đều là những người mới bắt đầu trải nghiệm, mà tiền thì mình cũng đầu tư ra rồi, và bây giờ mình làm ăn kinh tế chứ không phải mình nói chơi được. Thì đấy, cứ không không phải ngại đâu, bất kỳ lúc nào bác cứ gọi Zalo nhá. Zalo thì ấy thì bác cứ ấy thôi, cứ kết nối thôi nhá bác nhá. Ok, rồi cảm ơn bác. Đấy, các bác thân mến, đây là cái khách hàng đấy, lên xe là cũng phải gửi cho bác ấy xem. Lên xe Xe này có Phạm Mỹ Đình không? Có Phạm Mỹ Đình không thì đấy nhá, em gửi cho bác ở chỗ Nghệ An nhé. Kia là người đang gửi mở cửa bên này ra. Đó. Thì bác này bác ấy đang người đã lấy 10 con. Đó, 10 con. Ngày mùng 6 tháng 5.
Thì báo cáo với các bác là trong cái quá trình em cung cấp giống cho các bác á, thì em rất mong muốn là các bác sau khi nhận, các bác phải gọi cho em hoặc kết nối với Zalo cho em. Trong quá trình nuôi, trong quá trình phát triển, nó có rất nhiều những cái vấn đề mà cái chương trình giáo án của những người làm con giống như tôi muốn mang lại, muốn truyền tải lại cho quý bà con, để bà con chăn nuôi có lãi, để bà con là sẽ gặp tôi vào những cái mùa giống năm sau. Đấy, chúng ta không thể là không học mà thành công được. Đó. Thì những cái video này nó mang tính chất là để cho các bác cũng làm theo. Bây giờ chúng ta đang sống trong cái thời buổi công nghệ mạng 4G rồi, chúng ta có thể nói chuyện, nhìn thấy biểu cảm, nhìn thấy tâm trạng, nhìn thấy hình ảnh, thông tin âm thanh giọng nói nó rất là rõ ràng cụ thể. Thế trong quá trình vừa qua thì mình cũng cũng mừng là cũng đã cứu được rất nhiều những cái đàn đà điểu, mặc dù không phải là họ mua giống của bên mình. Có những người thì bị đau mắt, bị cát vào mắt, có những người bị lệch khớp gối, có người bị liệt, có người bị ăn dính phải cái dị vật và phải làm như thế nào đấy để cứu chữa. Có người thì mua giống của một số chỗ nhưng bây giờ bán không biết bán ở đâu. Có những người thì muốn mổ con đà điểu. Có những bác thì đun nước sôi đã dội vào da con đà điểu rồi, nên là mới gọi điện cho mình. Có những bác thì mình sẽ hướng dẫn là mổ như thế này, rồi bắt lên xe như thế này. Đấy, thì cái này thì cũng là từ cái người biết truyền tải cho những người chưa biết. Bản thân mình cung cấp con giống nhiều năm thì cũng may mắn là cũng được học từ những cái người chăn nuôi, họ rất là sáng tạo. Bởi vì trong khi họ lao động, họ đã có những cái sáng tạo bằng thực tiễn. Chính vì vậy mình làm cái kênh về con giống đà điểu này. Mặc dù kênh của mình tiền thân là cái kênh về trang trại chim cu gáy, và bản thân mình bây giờ vẫn phát triển con chim cu gáy. Mình cung cấp tất cả các lĩnh vực về chim cu gáy bởi vì mình rất yêu thích tiếng chim cu gáy. Thế nên ra là các bác cũng 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 phải thông cảm cho cái đam mê của em đây. Trong cái lúc em đang 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 làm cái video của bác thì em đang biên tập một cái video để phục vụ anh em chơi. Đây là cái video mà em muốn hướng tới cái sự đam mê. Thì đây là cái con chim cu gáy đấy, các bác thấy. Xin lỗi các bác 2 phút nhá, em sẽ chuyển sang cái chủ đề yêu thích của em một chút. Đấy, yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Thấy là một con chim mà nó gù cho mình 46 cái nước gù thì mình thấy là rất là vui đấy. Thì bản thân trên cái kênh này của mình ghi rõ là chim cu gáy hay, đây là cái tên kênh mà cũng là sơ khai. Thế sau này thì mình có phát triển thêm cái kênh con giống đà điểu, cũng là trong cái video về những cái con đà điểu là như vậy đấy. Thế thì rất là mừng khi mà các bạn cũng đã tin dùng đấy. Các bác cũng đã tin dùng đấy. Các bác tin dùng có rất nhiều các bác cũng tin dùng đấy. Ví dụ như là những cái bác ở khu vực miền Tây, khu vực miền Đông, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, và đặc biệt là anh em cùng quê mình ở ngoài khu vực miền Bắc, rất nhiều nhá, rất nhiều những cái
và các bác đã kết nối, và mỗi một năm thì em có nhiệm vụ cung cấp hàng nghìn con giống, 3-4 nghìn con giống để phục vụ đấy, để phục vụ các bạn. Ok, xin giới thiệu một chút là cái kênh qua cái mạng xã hội của em. Thì các bác có thể vào cái YouTube đây. Các bạn vào cái kênh YouTube và các bạn gõ cho em vào YouTube, thì các bạn chỉ cần gõ cái cụm từ quen thuộc là chim cu gáy hay. Đây, viết liền không dấu. Thì trên cái này thì nó có cái biểu tượng cái con chim đang bậu trên bàn, có cái chữ đăng ký bằng vàng đây này. Thì các bác vào kênh này là kênh của em. Đấy. Kênh này kênh của em. Thì hàng ngày em chia sẻ những cái video. Đấy, ví dụ như cái video này là em chia sẻ nguyên nhân đà điểu bị sốt và bỏ ăn. Thì đây là cái video mà em chia sẻ. Ê, các bạn nhá, hôm nay em sẽ hôm nay chia là sẻ. mùng 6 tháng 5 thì em sẽ hướng dẫn cho một thì khi chúng ta nhìn thấy nó quá bẩn hoặc là chúng ta không thả ra cát. Đấy, thì chúng ta tôi đã làm những cái video như thế này là rất sát sao rồi. Đấy, rất sát sao rồi. Còn những cái video mà chia sẻ nữa thì rất nhiều. Đấy, nhưng các bạn cứ vào cái phần này và các bạn bấm vào cái tìm kiếm này. Các bạn chỉ cần gõ là con đà điểu. Thì nó đã lên tất cả những cái hàng trăm trăm video đây rồi. Rất nhiều những video về đà điểu. Từ thuốc đến úm rồi chuẩn bị chuồng đến bắt lên xe rồi những cái vấn đề. Rất nhiều. Đấy. Các bạn nhìn thấy hàng trăm video đà điểu. Đấy, rất nhiều. Đấy. Thì là chúng ta sẽ là bạn với nhau từ những cái con đà điểu. Hàng nghìn video về đà điểu luôn. Thì các bạn cứ xem những cái tiêu đề này, các bạn lưu ý nuôi đà điểu con này. Đấy. 5 ngày tuổi đà điểu như thế nào này. 120 kg giao phối kiểu gì? Đấy, thì nó có rất nhiều. Đấy, nó giao phối. Đây là cái quá trình nó giao phối các bạn nhé. Thì đó là những cái mà mình đóng góp lên cái cộng đồng mạng, lên cái cộng đồng mạng xã hội để chúng ta theo dõi. Đấy. Thì bây giờ các bạn muốn cần tìm đến cái nội dung về cái gì thì các bạn cứ tìm kiếm thôi. Đó. Trong khi các bạn đang ở cái kênh của mình thì các bạn tìm kiếm có từ đà điểu nó lên tất cả những cái video về đà điểu đó. Thế ngoài ra thì các bạn có thể vào cái kênh Zalo của mình thì cũng dùng vào cái số 0335305982. Đấy, và các bác đang xem cái kênh Zalo của em thì cũng có đây Zalo, bản thân kênh Zalo của em thì rất là đấy. Zalo. Alo. Ghi là đà điểu giống và chim cu gáy hay. Đấy. Các bác cứ nhìn thấy cái Zalo có biểu tượng này là Zalo của em. Đấy. Thế thì còn Facebook. Facebook thì các bạn Facebook. Đây các bạn vào Facebook của em. Đấy, Facebook của em thì cũng rất quen thuộc, cái kênh rất là rõ ràng. Ok, có lẽ là em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.